Chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thành Lập Shop Lấy Chim. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người bộ thòng không chuyên trồn đèn bịp quốc đa 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 năng bên mình trực tiếp sản xuất và đáp ứng cái nhu cầu xanh 7 mùa 2021 năm nay. Như anh em có thể thấy là trên tay mình hiện giờ đang là một cái khung thòng này. Trên cái khung thòng này sẽ gồm 5 cái vòng thòng 9cm buộc liên tiếp với nhau. Vòng thòng này của mình là vòng cước Nhật. Mình đã làm rất là tròn là đẹp rồi. Anh em chỉ cần mua về sử dụng thôi. Cái sử dụng của nó rất là hiệu quả này. Và đặc biệt cái khung thép của mình làm bằng thép không gỉ, rất là cứng cáp. Anh em sử dụng yên tâm là sẽ không bị méo này, không bị hư khi sử dụng đâu. Đây là một bộ của mình. Anh em mua về giá là 330.000, mình đang bán là bao ship cho anh em khắp mọi miền Tổ quốc luôn. Một bộ này sẽ gồm 10 cái khung thòng. 10 cái khung thòng này sẽ cho anh em được 50 cái vòng thòng nhé. Và đặc biệt là mình sẽ kỹ càng mình sẽ chuẩn bị cho anh em luôn là 5 cái vòng dây sơ cua này, mà để trong trường hợp mà nhiều khi lâu ngày sử dụng á, vòng thòng nó bị xuống cấp là gì là anh em có thể tự mình mà thay được, không bị bỏ phí đi. Mà anh em cũng yên tâm là mình cũng rất ít khi mà sử dụng cái vòng dây sơ cua này. Thì nói sơ qua về cái sản phẩm của mình á, để anh em hiểu hơn á, kích thước của nó là chiều cao là 35 nhá, chiều rộng cũng 35cm luôn. Thì trên đây sẽ gồm 5 cái vòng dây thòng. Cái vòng dây thòng này của mình sẽ làm bằng cước Nhật, cước xe 4 nhá, cước Nhật luôn. Dây rất là đều là đẹp. Nhiều anh em mà ham rẻ mua những cái sản phẩm cái chất lượng như là cước mà màu trắng này, hay là cước những cái nhuộm cái những cái màu xanh hay là gì á, thì một thời gian nó sẽ rất là bị dão nhá. Và đặc biệt là khi mà phơi mưa phơi nắng vài buổi là sẽ bị giòn, dễ bị đứt. Cái vòng dây thòng này á, mình sử dụng phen đồng đúc. Rồi, dây mà buộc vào cái khung thòng này sẽ là dây đồng nhá. Sợi sẽ là 0.5mm, đảm bảo là không bị dỉ như là xài dây kẽm hay là xài dây thép. Và đặc biệt là độ dẻo dai của đồng thì nó cũng cao hơn, không bị oxy hóa khi sử dụng. Mình làm cái bộ khung thòng này là dựa trên cái nhu cầu mà anh em muốn sử dụng một cái sản phẩm mà đa năng này, tiện lợi này, dễ dàng sử dụng, dễ dàng thao tác. Đặc biệt là anh em có thể đánh được nhiều loại, chứ không phải là chỉ như là anh em mua cái mẹt về chỉ đánh được mỗi bịp hay là đánh mỗi chim quốc thôi thì rất là phí tiền. Thì mình làm cái bộ khung thòng này đó rất là nhẹ nhàng, đa năng luôn, đánh được chồn đèn này, bịp này, quốc này, đa đa, chằn ngực, dễ dàng. Và đặc biệt là cái khâu bảo quản của nó cũng không quá phức tạp nhé, không có lưới, không bị sợ bị chuột cắn. Nhiều anh em mà mua những cái mua mẹt hay là gì á, đánh lười không bảo quản á, để mà chuột cắn thì rất là phí tiền. Thay một cái tấm lưới đó cũng 50-60 ngàn nên là rất là phí. Thì mà để mà sử dụng cái bộ khung thòng đa năng này mà muốn đánh được nhanh hiệu quả thì mình còn cung cấp thêm cho anh em đó là cái sản phẩm mồi giã và loa kích điều khiển từ xa, loa ZI898. Sử dụng thì rất là dễ dàng, và đặc biệt là mình đang bán kèm cái gói bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 30 ngày. Mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái loa ZI898 2021 này. Khi mà anh em mua về muốn sử dụng á, anh em chỉ cần anh em xoay cái nút này nhá. Xoay cái nút này là sẽ hiện Play by TF card. Rồi. Mình ví dụ là mình xoay lên là mình đang cài thẻ nhớ rồi thì nó sẽ phát luôn trực tiếp cho mình nhá. Anh em muốn dừng á, anh em ấn cái nút play power này nè. Đó, mình ấn là sẽ dừng này. Anh em muốn qua bài khác thì anh em ấn cái nút PRV này hoặc là nút nắp này nhé. Đó. Rồi đây là hai nút. Còn anh em mà muốn sử dụng một bài này thôi á thì anh em ấn cái chữ one on này nhé. Rồi đây. Đó là nó sẽ phát một bài cho anh em. Rồi. Đây mình tạm thời mình dừng đi. Rồi anh em mà muốn chuyển đổi cái chức năng ấy thì cái loa của mình nó có 4 cái chức năng. Đó là phát qua USB nè, phát qua thẻ nhớ nè, phát qua Bluetooth và phát đầy FM. Thì anh em ấn cái nút mode ở trên cái đồng hồ này nhá. Đây ấn nút mode. Bluetooth mode. Rồi sẽ chuyển qua Bluetooth này. FM mode. Chuyển qua đầy FM. AUX mode. Đây là chuyển qua USB này. Play by TF card. Và đây là chuyển qua thẻ nhớ. Bluetooth mode. Rồi, thì bên mình bây giờ đang bán kèm cho anh em cái thẻ nhớ rồi nhé. Mua loa là sẽ có kèm sẵn cái thẻ nhớ cho em rồi. Còn đây là cái điều khiển từ xa này, anh em mua về khi sử dụng này, gạt cái nút này xuống này. Ở bên đây là có nút on off này, gạt xuống này. Trên cái bàn phím này sẽ là nút các nút. Thì sử dụng khi mà sử dụng thẻ nhớ đó, anh em qua những cái bài nào thì ấn 1, 2, 3. Hoặc là ở trên đây anh em ấn chữ đây nhá, có 3 cái nút này. 3 nút là qua chuyển bài này, nút này ở giữa là nút dừng này. Và trên đây là nút tăng giảm âm lượng này.
nút chữ C này là anh em sẽ chỉ là phát một bài nhá. Thì đó, rất là dễ dàng sử dụng thôi. Khi nào anh em không xài nữa thì nhớ gạt cho mình cái điều khiển này lên, vặn cái nút volume trở về, nó nghe cái tạch một phát để trở về ợp nhá. Rồi, thì đó, ngày hôm nay là mình đã giới thiệu xong cái sản phẩm bộ thòng khung đa năng với mình nhé. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ đặt hàng thì cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại của mình, hai số ở trong video này. Khi mà anh em nhận hàng, chỉ cho hàng thì nhớ kiểm tra cho mình đầy đủ là xem đúng cái sản phẩm của Thanh Lọc Shop không, tránh cái trường hợp mà sản phẩm đạo nhái khác trên thị trường á. Rồi, hàng sẽ được chuyển đến tay anh em từ 3 đến 5 ngày trong mùa dịch này. Sau cái mùa dịch này từ 3 đến 4 ngày thôi nha anh em. Bảo hành loa liếc là đầy đủ. Mình sẽ tặng tiếng VIP luôn, tiếng miễn phí cho anh em, thích tiếng gì mình cần tiếng đó. Và rất vui được gặp lại anh em những video tiếp theo, và mong được sự ủng hộ của anh em nhé. Chào tất cả mọi người, chào anh em.